Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lên Đan Trường và vợ đã xa nhau gần một năm do nam ca sĩ bị kẹt lại Việt Nam trong khi vợ con định cư ở Mỹ. Cho đến tháng 12 vừa qua, đang Trường đã về Mỹ thăm vợ con, ai ngờ lần này đã để lộ loạt hình hôn nhân tan vỡ. Khác với những lần trước, thay vì khoe ảnh gia đình ngay và luôn khi đoàn tụ thì đang Trường chỉ bày tỏ niềm vui khi được gặp con trai cưng thiên từ. Ngoài ra, trong suốt thời gian qua, vợ chồng Đang Trường không xuất hiện cùng nhau mà chỉ tách lẻ để đưa con trai đi chơi. Cả hai cũng không còn tương tác hay nói lời yêu thương nhau qua mạng xã hội. Tháng 12 năm 2021, Đang Trường từ Việt Nam về Mỹ để thăm vợ con, nhưng nam ca sĩ chỉ chia sẻ những khoảnh khắc bên con trai. Những ngày vừa qua, Đang Trường lẻ bóng đưa quý tử đi khắp nơi. Thủy Tiên cũng một mình đưa Thiên Từ đi chơi dù Đang Trường cũng đang có mặt ở Mỹ theo lời vợ cũ đan trường chia sẻ nguyên nhân khiến cả hai tan vỡ là do khoảng cách địa lý và bất đồng trong cách sống đến không thể hòa hợp trong những năm vừa qua dù hoàn cảnh sống cách xa nhau về không gian thời gian nhưng tiên và anh trường vẫn cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình tuy nhiên sau tất cả những nỗ lực tiên và anh trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Sự xa cách từ địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim chúng tôi cũng xa cách nhau và không thể hàn gắn lại được. Trong những ngày qua, Đan Trường và Thủy Tiên đã cùng nhau vun đắp tình cảm bằng cách đưa con trai đi chơi trực thăng, vợ doanh nhân thay mặt con trai chúc mừng ngày của ba. Tuy nhiên sau mọi nỗ lực hàn gắn thì cặp đôi vẫn không thể cùng nhau bước tiếp trong hành trình sau này. Lần hiếm hoi cả nhà xuất hiện cùng nhau vì mong muốn chơi trực thăng của quý tử. Theo lời Thủy Tiên, cả hai đã cố gắng vung đắp nhưng bất thành. Trong dịp lễ ngày của cha vừa qua, Thủy Tiên cũng thay mặt con trai chúc mừng ông xã. Bức ảnh gần nhất của gia đình đang trường khiến ai cũng tiếc nuối vì một tổ ấm viên mãn của Vbiz đã tan vỡ.